và mở rộng kiến thức từ những thứ gì mà nó có trong cái cuốn sách này đấy thì cái livestream này nhá mình thực hiện khá là đều đặn từ thứ hai cho đến thứ bảy mỗi tối vào 10 rưỡi cho đến 12 giờ đấy và các bạn nếu mà theo dõi mình từ lâu thì thấy rằng là mình livestream cái series Harry Potter này từ tập 1 cho đến bây giờ nó đang là tập 4 đấy và cũng được hơn năm rưỡi rồi đúng không vì vậy cho nên nếu mà các bạn nào nhá mà ủng hộ cái series này thì tiếp tục cứ thế tương tác với mình thật là nhiều trong cái quá trình xem live mọi người thả tin thật là nhiều cho mình đấy và có bất cứ cái câu hỏi gì liên quan đến kiến thức này từ vựng này ielts tiếng anh thì mọi người cứ comment ra mình sẽ trả lời ngay lập tức nhá và hôm qua hôm qua hôm qua đọc chúng ta đang ở chỗ này đấy mình luôn luôn lưu file trong một cái tình trạng là à, dừng ở cái điểm hôm trước đấy, cái điểm của cái buổi livestream hôm trước Ok nhá, thế thì uh, nào cái bối cảnh để mà mình có thể paint a picture cho mọi người này là đang trong cái buổi bữa tiệc đầu năm đúng không? Xong rồi có cái ông Moody Madai ông ấy đi vào. Đấy và ông ấy khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Xong rồi là thầy hiệu trưởng Dumbledore đang thông báo rằng là sắp tới có một cái giải đấu tam pháp thuật. Đúng không? Đấy chúng ta bắt đầu nhá. The heads of uh, the heads of Bill Baton and Dumbledore will be arriving with their shortlisted contenders in October, and the selection of the three champions uh, will take place at Halloween. Nào, những cái người đứng đầu, những cái người đứng đầu của trường Bill nói chung là cái, cái tên này mình không biết đọc nhé, gọi là Bayton đi. Cái trường Bayton và trường Damstrang này sẽ đi đến đây với lại những cái uh, tuyển thủ mà đã được lựa chọn ra theo danh sách của họ vào tháng 10. Đầu tiên ấy, Ờ uh, thầy có lệnh làm full 7 tập không? <laughs> Đấy là một cái gọi là một cái ambition của mình đúng không? Nếu mà được nhá. Yeah. Ờ uh, thì nào will be arriving ấy nó dùng be cộng verb in bởi vì nó nói đến một cái thứ đã được ấn định từ trước nhá, yeah. đã được ấn định theo lịch sẽ chắc chắn xảy ra tại một thời điểm từ trước. Đấy là một cái 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 chức năng của hiện uh, hiện tại tiếp diễn ấy. Đó cái verb in ấy. Vì vậy cho nên nó dùng will be cộng verb in này. Ừ bởi vì đấy là một điều chắc chắn đã được lên lịch xảy ra trong một thời điểm tại tương lai đúng không shortlisted uh, list là danh sách ấy. và nếu ở đây có nghĩa là đã được tuyển chọn rất là kỹ vì vậy cho nên danh sách nó không có nhiều đâu contend thì đó là kiểu thi đấu nhá và contenders ở đây có nghĩa là cái người tham gia một cái giải đấu ấy. đấy tuyển thủ ấy. rồi và cái uh, buổi tuyển chọn này cái the selection ở đây có nghĩa là cái sự tuyển chọn về ba cái nhà vô địch tham gia cái giải đấu này sẽ diễn ra ở Halloween tại cái thời điểm Halloween đấy uh, An impartial judge will decide which students are most worthy to compete for the Chai Wizard Cup, the glory of their school and a thousand gallons personal prize money. Một cái uh, một cái judge tức là một cái quan tòa hoặc là một cái người kiểu như là thẩm phán đúng không hay là người xét xử ấy, thì đấy nó gọi là judge và impartial thực tế cái từ part nó tính theo phần đấy đấy là một phần hai phần ba phần đúng không và partial tức là có nghiêng về một phần nhất định còn impartial tức là gần như là chả có liên quan tới bất cứ một bên nào một cái bên trung gian đó impartial đây nó là như thế phủ định mà của cái từ partial rồi một cái người thẩm phán này một cái người xét xử này sẽ quyết định rằng những học sinh nào thì nó xứng đáng nhất để mà tranh đua với nhau trong cái giải tam pháp thuật đó, đó cái giải tam pháp thuật đấy. rồi thì đây là cái từ which nó có nghĩa là người này hay là người kia, đúng không? Which students, uh, worthy ấy, thì có nghĩa là xứng đáng thôi, xứng đáng và đây là most uh, so sánh hơn nhất của nó. compete thì đó là thi đua, tranh đấu. Uh, rồi là kiểu như ganh đua với nhau Tiếp theo Cái vinh quang của trường họ này Và 1.000 đồng vàng Cho cái giải thưởng cá nhân Đấy đó, giải thưởng cá nhân Glory thì nó có nghĩa là hào quang rực rỡ Vinh quang Tính từ là glorious Nói về một cái thứ gì rất là rực rỡ Prize money Tiền thưởng Which là cái này hay là cái kia Which students này có nghĩa là kiểu học sinh nào Đấy đó, những học sinh nào kiểu như là trong một cái tập hợp ấy Nó chỉ ra từng người từng người đúng không? Which students Tất nhiên là một từ ấy. Sao lại which là cái này hay là cái kia Đấy là từ weather rồi Now, I'm going for it uh, Fred Weasley hits down the table His face lit with enthusiasm at the prospect of such glory and riches anh sẽ tham gia cái giải đấu này đấy em sẽ từ, từ từ cậu fred weasley tức là một trong hai cái cậu song sinh ấy cậu ấy nói rằng ờ ừ, tôi sẽ tham gia nó đúng không um, và nói theo kiểu là thì thầm dưới bàn bởi vì từ his thì nó có nghĩa là Đó, giống tiếng rắn ấy. his nhá đấy, cái gương mặt của cậu ấy này thì được sáng bừng lên với cái sự um, nhiệt huyết của mình về cái viễn cảnh của cái vinh quang đấy và cái sự giàu có đó đấy, bởi vì đem về vinh quang cho trường đúng không và đồng thời có được một nghìn đồng vàng nữa ừ, rồi nào cái từ lit này chính là cái quá khứ phân từ của từ light tức là được thắp sáng lên đó và enthusiasm tức là cái sự nhiệt huyết đúng không prospect thì có nghĩa là một cái kiểu như uh, viễn cảnh thường nó có nghĩa là viễn cảnh kiểu xảy ra trong tương lai khi mà chúng ta hình dung đến nó khá là giống cái từ expectation Glory, đúng không? Đó là vinh quang Và cái từ such nó có nghĩa là nói về cái vinh quang đó Cái thứ vinh quang đấy Rich thì đó là giàu có Và riches có nghĩa là cái gia tài á He was not the only person Who seemed to be visually à who seemed to be visualizing themselves As Hogwarts champion Cậu ta thì không phải là cái người duy nhất Người mà có vẻ là đang uh, Đang, đang, đang uh, tự tưởng tượng bản thân mình là cái nhà vô địch của Hogwarts. Đã không phải người duy nhất trong cái khu sảnh nữa đâu. đang tưởng tượng. nào, thì từ visual ấy tức là liên quan đến uh, um, hình ảnh, liên quan đến cái nhìn, được chưa? Và visualize thì nó có nghĩa là một cái động từ ấy, giống kiểu mình đang tưởng tượng, mình đang hình dung đến nó. Ừ. rồi themselves, nào, themselves như thế này. Uh, với lại themselves mà nó có s thì chẳng qua nó khác về cái um, phạm vi nói thôi đúng không ví dụ như từng người từng người một thì nó sẽ là themselves còn tất cả mọi người thì nó là themselves có s uh, at every house table Harry could see people either gazing raptly at Dumbledore or else, or else whispering fervently to their neighbors ở mỗi cái bàn của mỗi nhà, cái bàn kiểu học sinh nó ngồi ở đấy ăn á thì Harry có thể nhìn thấy mọi người hoặc là đang uh, nhìn ngắm chăm chú, hoặc nhìn chăm chú vào thầy Dumbledore hoặc là đang thì thầm một cách nó rất là là náo nhiệt với lại uh, những cái bạn cùng bàn với họ. Đấy, bởi vì neighbors là hàng xóm và chúng ta có thể hiểu là kiểu người ngồi cùng bàn với mình á, đó, hàng xóm. Fervently thì đúng ra ấy, nó có nghĩa là kiểu một cách nó rất là um, phấn chấn và có nhiều năng lượng ở đấy thì nó gọi là fervently. Ngoài ra thì nó còn có nghĩa là thể hiện cái quan điểm của mình nó rất là dứt khoát. Đấy thì đó là gọi là từ fervent. Bởi vì ấy, mọi người cứ, cứ um, hình dung đến cái từ fever cho mình. Fever là cái cơn sốt. Thế thì nếu mà fervently tức là giống kiểu mình đang rất là sốt sắng lên ấy, mình đang kiểu như là là, là là cuốn hết cả người lên đúng không? Đấy, hứng đúng không? hưng phấn rồi đây thì mình sẽ có từ either cái này or cái kia đó việc này hoặc là việc kia gaze thì nó có nghĩa là nhìn chằm chằm không rời mắt còn rapidly á rapidly ấy, thì nó có nghĩa là kiểu một cách nó vô cùng là chăm chú closely đúng không hay là kiểu như attentively thì đấy là cái từ đồng nghĩa với nó từ này nhé thường đi với lại nhìn này nghe được thường đi với nhìn nghe rồi but then Dumbledore spoke again and the hall quietened once more. Nhưng rồi nhưng rồi thầy Dumbledore thầy hiệu trưởng thì uh, lại nói một lần nữa và cả cái khu sảnh đấy thì nó đã được gọi là khiến cho im bặt một lần nữa. Nào nó không phải là nó tự im đâu mà nó khiến cho um, tức là cái từ quiet nó là tính từ đúng không? Nhưng mà quieted thì nó lại là cái động từ tức là khiến cho một thứ gì nó bị im lặng đi đấy, rồi mang tính chất chủ động nha tự tự mình gọi là uh, cắt cái âm thanh của mình đi đúng không mình không nói chuyện nữa thì đấy quieten rồi thường á mới um, với những cái tính từ mà nó thêm thêm cái đuôi e n vào thì nó biến thành động từ tương tương ứng với nó mà đấy và once more tức là một lần nữa thôi eager though i know you all oh uh, no eager though i know all of you will be will be to bring the Chai Wizard Cup to Hogwarts, he said. The heads of the participating schools, along with the Ministry of Magic, have agreed to impose an age restriction on contenders this year. Mặc dù hào hứng, tôi biết tất cả mọi người trong số ở đây đấy, sẽ vô cùng hào hứng để mà đem cái cúp tam pháp thuật cho trường Hogwarts, đem về cho trường Hogwarts. Đấy, thì đây là cái tứ đảo ngữ này mọi người này. Eager, though I know all of you will be Đúng không? Thực tế nó gọi là will be eager thôi Nhưng mà nó đảo ngữ lên á Để mà kiểu nhấn mạnh hơn á Hay là kiểu cái giọng nó trang trọng hơn đó. Eager là hồ hởi, hào hứng nhá ừ. Và though Có nghĩa là dẫu thế, đúng không? Mặc dù rồi Bring cái đấy to Hogwarts Tức là đem về cho Hogwarts thôi Giống kiểu bring something home à, à Những người đứng đầu Của những cái trường tham gia cùng với bộ pháp thuật thì đã đồng ý rằng là sẽ thực thi một cái giới hạn về độ tuổi với lại những cái tuyển thủ vào năm nay nào heads đó là cái đầu ở dạng nghĩa bóng của nó có nghĩa là những người đứng đầu á được chưa rồi và participating từ từ participate thì nó là tham gia và đuôi in của nó thì có nghĩa là kiểu đang tham gia nói về cái trạng thái kiểu như là có um, định sẵn rồi đấy và along with tức là cùng với cùng với bộ pháp thuật này thì đã đồng ý impose nha thực tế impose nó có nhiều nghĩa lắm nhưng mà nếu mà đi với lại một cái thể chế hay là đi với lại một cái policy á thì nó có nghĩa là mình thực hiện cái đấy đó mình ban hành cái đấy rồi thường nó đi với policy này policy tức là cơ chế của chính phủ này hoặc là regulation hay là law luật đó rồi impose nó nhé ngoài ra impose nó còn có nghĩa là mình kiểu như là chen ngang vào một cái việc gì đó người khác đang làm hoặc là mình khiến cho cái việc đấy nó trở nên bất tiện hơn ví dụ bây giờ nhà hàng xóm đang ăn cơm mình sang xong rồi mình đi nhờ vệ sinh ấy <laughs> thì tức là mình đang impose cái bữa ăn của người ta ờ à, đấy rồi Xen sen vào đúng không ok và đây restrict thì đó là giới hạn nhá có nghĩa là cái giới hạn về độ tuổi này với lại những tuyển thủ vào năm nay Only students who are of age that is to say 17 years or older. Chỉ có những học sinh mà đã gọi là đủ tuổi trưởng thành, ờ, chính xác hơn đó là 17 tuổi hoặc là già hơn. Nào, đầu tiên đấy, ở bên nước ngoài nhá, nó có một cái thời điểm khi mà người ta phải chịu tất cả những cái trách nhiệm pháp lý cho bản thân mình ấy thì đấy nó gọi là cái độ tuổi nó gọi là of age of age Yeah. Thường nó gọi là có cái lễ đây đấy, 18 tuổi thì phải đấy chứ? Thì đó, lúc đó là chứng tỏ là mình đã đủ tuổi trưởng thành rồi Of age ở đây là như thế That is to say, có nghĩa là more exactly Chính chính xác hơn là, đó là 17 tuổi Cái gì? Limit ờ, Ừ, giới hạn Em một cái kiểu như giới hạn độ tuổi Age restriction đó, Chỉ có những người đủ tuổi mới tham gia thôi Ok, uh, will be allowed to put forward their names for consideration Những người mà 17 tuổi hoặc là già hơn này uh, Hơn thế Thì sẽ được cho phép để mà Đề bạt cái tên của họ cho cái sự cân nhắc Cho cái sự cân nhắc tham gia uh, Thì uh, put forward nào hay, hay còn gọi là put forth yeah, Put forth đấy put forward hoặc là put forth thì có nghĩa là mình đề bạc nó mình đưa cái đấy ra đằng trước ấy mình đề xuất nếu thường nó đi với giải pháp này hoặc là kiểu một cái lời khuyên hay là một cái um, um, suggestion đúng không đã khá là như vậy đấy thì put forward với lại put forth nó như nhau consideration tức là cái sự cân nhắc um, để mà có thể tham gia cái giải đấu đó this Dumbledore raised his voice slightly, for several people had made noises of outrage at this at these words. Cái điều này, thầy Dumbledore thì dơ từ từ nói lớn lên một chút, nhớ? nâng cao giọng lên một chút tức là nói lớn lên một chút đấy. Bởi vì một số người ở dưới sảnh ấy thì đã gây ra tiếng ồn về cái sự phẫn phẫn nộ ở cái lời nói này. Đấy, tức là kiểu không đủ tuổi thì không được tham gia vậy thì tức là người ta sẽ phẫn nộ đúng không người ta sẽ bày tỏ cái thái độ phàn nàn xong rồi là ca thán các thứ đấy thì đây này outrage đó là cái sự kiểu như là thể hiện rõ ràng uh, bực tức ra bên ngoài à, vì vậy cho nên nó mới có cái từ out là bên ngoài mà ừ, còn rage thì đó là kiểu giận dữ rồi đúng không outrage thì thường có nghĩa là cái sự phẫn nộ ấy thể hiện rõ ràng rồi từ for nhé thì nếu như mà ngôn ngữ cổ ấy Hoặc là một cái thứ gì mà nó rất là trang trọng ấy Thì nó có nghĩa là bằng với từ because Bởi vì Đấy, bởi vì, đưa ra lý do mà uh, Rồi And the Weasley twins were suddenly looking furious Và những À, và cái cặp song sinh của nhà Weasley Thì tự nhiên Nhìn cái vẻ mặt nó vô cùng là giận dữ uh, Is a measure Is a measure we feel is necessary Given that the tournament tasks will be uh, difficult and dangerous. Nào, cái điều này này là một cái uh, thể thức mà chúng tôi cảm thấy rằng cần thiết đấy. Thì thực tế ra cái từ this đúng không? Đó là cái chủ ngữ của vế đằng sau. Uh, measure thì tức là một cái um, phương pháp này hoặc là kiểu như một cái hành động người ta đưa ra để giải quyết hoặc là thực hiện một cái mục đích gì đó. Thì đấy nó gọi là measure, nhà yeah, từ này thì nó còn có ý nghĩa động từ tức là mình kiểu đo lường á, nhưng mà ở dạng danh từ thì nó giống khá là giống cái từ solution, tức là cái cách thức làm đó để mà xử lý một cái việc gì đó hoặc là thực hiện cái mục đích của nó. Đấy. Rồi đây là một cái measure chúng tôi cảm thấy là cần thiết necessary. Um, khi mà cân nhắc, khi mà cân nhắc đến cái việc đó là những cái nhiệm vụ của cái giải đấu này nó sẽ rất là khó và nguy hiểm Đấy, cái từ given nha nếu mà ngữ pháp không chắc ấy thì sẽ hơi bị khó hiểu ở đây nó có nghĩa là khi mà cân nhắc đến một cái điều đằng sau được chưa nó giống cái từ considering ấy considering something đó tức là mình cân nhắc cái điều đằng sau từ đó để mà có cái điều đằng trước đúng không rồi given that với cái việc đó là những nhiệm vụ của giải đấu này thì nó sẽ difficult và dangerous. Whatever precautions we take and is and is highly unlikely that students below 6th and 7th year will be able to cope with them. Uh, dẫu cho bất cứ một cái phương pháp phòng hộ nào mà chúng ta thực hiện thì nó vẫn là vô cùng khó khả thi, nó vẫn vô cùng gọi là từ từ. Um nó vẫn vô cùng không có khả năng rằng học sinh này dưới cái năm thứ sáu và năm thứ bảy uh, sẽ sẽ có khả năng để mà xử lý những cái nhiệm vụ đấy đấy chưa thì đây chúng ta sẽ có này whatever tức là bất cứ cái gì ở đằng sau precaution tức là một cái việc mình thực hiện để mà tránh cho cái uh, kết quả trong tương lai nó cái hậu quả trong tương lai nó xảy ra ấy, thì nó gọi là precaution ví dụ nhá chúng ta đi tiêm phòng vaccine COVID thì đó là một cái precaution để mà tránh bị bệnh đúng không? Rồi mình mang ô để mà tránh trời hôm nay nó mưa thì đó là một cái precaution. Pre đó là previous, đó là trước đó còn caution đó là thận trọng á. Đúng đấy. đề phòng trước. Rồi bất cứ một cái biện pháp nào đề phòng trước mà chúng ta thích này nó vẫn không có khả năng rằng học sinh dưới năm 6 và năm 7 nha sẽ có thể cope with đó là xử lý những cái nhiệm vụ đấy, Đã. deal with hay là xử lý hay là kiểu như mình 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 đối phó với những nhiệm vụ đó thì nó gọi là cope with something. I will personally be ensuring that no underage student hoodwinks or impartial judge into making them Hogwarts champion. Tôi cá nhân tôi sẽ đảm bảo rằng không có bất cứ một cái học sinh nào dưới tuổi có thể lừa gạt cái ban hội đồng của chúng tôi đấy để mà có thể khiến cho họ trở thành cái nhà vô địch của Hogwarts đấy cá nhân tôi sẽ đứng ra để mà đảm bảo cái việc đó được chưa thì đây này mình sẽ có cái từ đó là no underage student không có học sinh nào không đủ tuổi bởi vì underage dưới tuổi cho phép đó wink wing đấy. thì nó có nghĩa là kiểu lừa gạt một ai đó nhá mình cắt nghĩa cái từ này cho nó vui vui này hood Uh, hood thì đó là một cái mũ trùm, uh, mũ trùm đầu. Còn wink đó là một cái cú nháy mắt. Đấy thì giống kiểu bây giờ ấy, mình bịt cái mũ trùm đấy vào đầu một ai đó đúng không? Khiến cho người ta kiểu mất đi phương hướng xong rồi nháy mắt một cái, uh, mình đem người ta đến một cái nơi nào đó kiểu bắt cóc à? đúng không? Đấy, vậy thì đây đấy là kiểu cắt nghĩa cho vui thôi. Còn thực tế từ này nó có như là lừa gạt nhá, đánh lừa giống kiểu từ trick. Đó, trick rồi và impartial vừa nãy con nói có nghĩa là người trung gian không hề nghiêng về một bên nào cả judge đó là cái người thẩm phán hoặc là cái người uh, tuyển chọn đúng không cái ban uh, xét xử rồi uh, không sẽ đảm bảo rằng không có cái sự lừa gạt nào xảy ra ở đây his light blue eyes twinkled as they flickered over fred and george's mutinous faces cái đôi mắt xanh của ông thầy hiệu trưởng này thì nó ánh lên khi mà cái đôi mắt đấy nó uh, nó nó vụt về phía tức là ngay lập tức nhá, nó chuyển động về phía của uh, Fred and George, chuyển động về cái gương mặt đầy sự biểu tình và đầy sự tạo phản của Fred and George. Đấy, rồi. Thì đầu tiên này mình có cái từ twinkle nhá, thường nói về cái ngôi sao trên trời nó ánh lên. Twinkle. Nó twinkle, ông ánh flicker thì thường nói về một cái chuyển động rất là nhanh nó vụt một cái đặc biệt liên quan đến lửa này liên quan đến ánh sáng hoặc là liên quan đến ria mèo đó thì đấy là các cái văn cảnh mà mình có thể gọi ra mình bật điện á thì cái ngọn đèn cái ngọn đèn đúng không tự nhiên nó flicker một cái thì tức là nó vụt sáng ừ. rồi chỗ này sở hữu này Mutiny thì đó là sự tạo phản và mutinous đó là tính từ của nó đó cái gương mặt đầy sự phản loạn đầy sự gọi là âm mưu tạo phản của Fred and George. I therefore beg you not to waste your time submitting yourself if you are under 17. Từ đó thì tôi uh, từ từ này, cái từ beg thì nó có nghĩa là kiểu cầu xin, nhưng mà trong cái văn cảnh này thì chúng ta nên bảo rằng là tôi uh, cái gì um, mong rằng được. Nên hiểu như thế chứ còn bây giờ bảo là tôi khẩn cầu mọi người nghe nó hơi bị bị, bị hạ thấp quá. Bởi vì đây là thầy hiệu trưởng mà, đúng không? Nói với lại học sinh. Tôi uh, tôi yêu cầu mọi người đừng có lãng phí thời gian. Uh, đề bạc bản thân. Đấy, đưa ra cái tên của bản thân mình nếu như mà các bạn không có đủ tuổi, hoặc là nếu như mà các bạn dưới 17 tuổi. Đấy cái từ submit thì nó có nghĩa là mình nộp bài á hoặc là mình nộp một thứ gì đó thì ở đây nó có nghĩa là kiểu mình nộp tên của mình đúng không mình nộp cái phiếu mà trong đó có tên của mình đấy, để mà đăng ký rồi submit ừ. các bạn mà làm những cái bài kiểm tra ở trên uh, máy tính ấy, thì có phải submit cái kết quả tức là chúng ta gửi cái kết quả của mình đi đúng không đúng, nộp nó rồi the delegations from uh, uh, Batons and Dumstrand will be arriving in October and remaining with us for the greater part of this year. Thỉnh cầu nó được I beg có nghĩa là kiểu tôi cầu mọi người đúng không? Tôi cầu xin tôi van nài các thứ nhưng mà bây giờ văn cảnh này thì ông hiệu trưởng làm sao mà ông gọi là có thể cầu được? Ông ấy chỉ đang gọi là nhấn mạnh thôi nhá, một cách nó khá là 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 nhấn mạnh trang trọng vào cái từ đấy ấy. để xem xem nào đây này xin trân trọng đây này được không? khá khá giống những cái từ này sân từ từ I beg to inform you tôi trân trọng nha vậy thì ý của nó có nghĩa là tiểu tôi trân trọng yêu cầu mọi người thôi đấy. còn thực tế ra từ beg này thì đúng thật là nó cầu xin rồi beggar tức là cái người ăn mày bên ngoài đúng không ừ. Thậm chí nha, khi mà trong cái writing ấy nó có một cái cụm như thế này, này, đó là back the question, back the question, back the question of something. Tức là cái vấn đề đấy nó sẽ nảy sinh một cái câu hỏi uh, đi kèm. Được chưa? Thì đấy nó gọi là back the question of something. Đấy, cụm này C2 mà. Rồi những cái ban, cái gì nhỉ, delegation, tức là kiểu như các cái phòng ban hoặc là những cái người um, ban tổ chức, ban quản lý ấy. Thì đấy nó gọi là delegation Thực tế từ delegate, nó có nghĩa là kiểu mình giao phó, mình giao việc cho ai đấy ừ. Thì đó nó gọi là delegate, đúng không? Mình phân bố cái trách nhiệm ấy. Nhưng mà nó còn có nghĩa là kiểu ban đại diện nữa, phòng ban đại diện Đến từ Batons và Dumstrang sẽ đi đến trường chúng ta vào cái tháng 10 mình giải thích vì sao nó dùng tương lai tương lai tiếp diễn rồi đúng không và sẽ ở lại với chúng ta um, phần lớn thời gian của năm nay đó the greater part hoặc là the better part of something thì nó có nghĩa là nhiều phần lớn most of right, rồi hay đúng không cái cụm này rất là tự nhiên nhé mọi người nhé greater part greater part hoặc là better part tức là cái phần lớn thường đi với thời gian ở đằng sau được Đấy, phần lớn thời gian tôi đã ở cái căn nhà này phần lớn trong hai năm vừa rồi mm. I've been living in this house for the better part of the last two years đúng không Rồi, right. nó là như thế I know that you will all extend every courtesy to our foreign guests while while they are with us <laughs> Nào, thế thì đâu nhỉ? I know that you will all extend every courtesy to our foreign guests while they're here with us. Tôi biết rằng tất cả các bạn ở đây sẽ thể hiện cái sự tử tế lịch thiệp với lại những khách mời ngoại quốc của chúng ta khi mà họ ở đây với chúng ta. Đó, khi mà họ ở đây. Nào, đầu tiên, courtesy. Courtesy thì nó có nghĩa là cái phép lịch sự hoặc là cái sự tử tế. Đó, và khi mà cái cảm xúc tích cực ấy thì nó có thể sử dụng từ extend tức là gửi gắm đúng không gửi gắm cái đấy truyền cái đấy đi cho người khác ví dụ mình muốn bảo rằng là tôi muốn thể hiện bày tỏ cái lòng biết ơn á thì mình có thể nói rằng I I want to extend my gratitude towards something đấy không? thì đấy nó đi từ extend rồi là thậm chí extend my farewell này, extend my goodbye này hoặc là extend my condolences, condolences. có rất nhiều. Nói chung tự extend tức là gửi gắm khi mà nó đi với một cái danh từ thể hiện cảm xúc như thế này. Đúng không? Hoặc là kiểu một cái sự lịch thiệp như thế này, collocation rất là hay. Rồi um, tới những cái khách khách mời ngoại quốc của chúng ta khi mà họ ở đây với mình They are here with us Đúng không? Hoặc là they are with us And we'll give your wholehearted support To the Hogwarts champion When he or she is selected Và tất cả các bạn sẽ um, Ủng hộ nhiệt thành Từ từ Cái gì nhỉ? Sẽ gọi là kiểu như Đưa ra cái sự ủng hộ hết mình Cho cái nhà vô địch của Hogwarts Khi mà anh ấy hay là cô ấy được lựa chọn Yeah. tức là bất cứ là ai, đúng không? Whoever they they are, đấy thì mình sẽ bảo rằng là à người ta sẽ cần đến sự support mà nào wholehearted thì đó là coi là kiểu um, whole là toàn bộ đúng không? và heart đó là trái tim, đấy, Vậy hết mình thôi. Nha whole hearted, broken hearted đúng không? Uh, no 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 nó, nó có thể được sử dụng như thế hoặc là kiểu a, bro a broken heart cũng được. Một người mà kiểu bác ái hay là tốt tính nhé, mình có thể bảo rằng là a man with a heart Hoặc là with a big heart, đúng không? Thì đó là một người mà kiểu có cái tâm rất là tốt Đấy Rồi heart, trái tim, nó không phải là hát, đúng không? Nó là heart à, Rồi And now it is late And I know how important it is to you all to be alert and rested as you enter your lessons tomorrow morning Bedtime chop chop và bây giờ nó đã muộn rồi và tôi biết nó quan trọng với các bạn như thế nào để mà có thể tỉnh táo này cũng như là có được đầy đủ năng lượng khi mà các bạn tham gia những cái tiết học vào buổi sáng mai đến giờ đi ngủ rồi nhanh nào đây nào đầu tiên này đó là How important it is to you all tức là nó quan trọng với tất cả các bạn như thế nào đúng không cấu trúc từ hao nó đẩy lên đầu mà đấy vậy thì có nghĩa là quan trọng như thế nào này đằng sau nó sẽ là s cộng v ấy. alert thì đó là kiểu mình có thể tỉnh táo đúng không mình nhận ra những cái việc đang xảy ra thì đấy đó là gọi là alert rest thì đó là nghỉ ngơi mà một người được gọi là rested thì tức là đã được nghỉ ngơi đầy đủ đó có sức đúng không rồi cái từ chop chop này này, đây thực tế ra là một cái uh, phrase nó bắt nguồn từ bếp, từ cái khu nhà bếp đó. bởi vì từ chop nha, thì có nghĩa là 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 thái, đấy chop là thái và khi mà chúng ta ví dụ như biểu bây giờ thái um, uh, hành lá đúng không? thì lúc đó kiểu mình phải chop, chop 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 như thế này, thì tức là bảo nhanh lên, nhanh lên, đó, thì nó gọi là chop chop, rồi chop chop, nhanh lên nha. Nhanh lên, nhanh lên. Dumbledore sat down again and turned to talk to Mad Eye Moody. There was a great scrap, a uh, great scraping and banging as all of the students got to their feet. Thầy Dumbledore này thì ngồi xuống một lần nữa và quay ra để mà nói chuyện với ông Mad Eye Moody. Um, hôm qua có nói từ Moody này đúng không? Có nghĩa là kiểu nó cứ tâm trạng xong rồi nó cứ buồn giàu giàu dĩ không vui nên nổi không vui lên nổi đấy thì nó gọi là mua đi rồi và có những cái tiếng uh, cọ sát không dịch như thế nó không sát lắm đây này ví dụ nhé từ scrape từ scrape nó là như thế này này scrape nó có nghĩa là mình kẹo một thứ gì đó hoặc là hai cái mặt phẳng ấy, nó quá là ma sát, nó cọ vào nhau thì đấy nó gọi là Scrape Thế thì bây giờ ví dụ như bàn ghế mà nó xô đẩy đi Đúng không, bàn ghế mà nó gọi là bị cọ vào cái nền nhà ấy Bởi vì người ta kê bàn mà Thì lúc đó nó gọi là Scraping Cái tiếng này này Mình không biết tiếng Việt nó nên tìm như thế nào cho phù hợp nhỉ uh, Inbox cái gì riêng qua đầu em có thể qua cái trang nha cái trang uh, trên phở bò ấy hoặc là em có thể nhắn vào cái, cái cái tài khoản này cũng được được chưa thì đó đó mọi người biết từ scrape nha từ scrape thì nó có nghĩa là kiểu mình cọ mình kẹo này và nếu bàn ghế mà nó bị xô đẩy xong rồi nó cứ thế nó xước vào nền nhà ấy thì đấy nó gọi là scraping cái tiếng đúng không cái tiếng xước uh, và cái tiếng Bang thì đó là một cái vụ nổ nhưng mà nếu mà bây giờ những thứ mà nó đập vào nhau ấy thì tất nhiên có thể sử dụng từ bang như thế này bàn ghế nó va vào nhau khi mà tất cả học sinh đứng dậy Đã, được chưa? rồi cái từ scrape này nha nó còn có nghĩa bóng này, ví dụ bây giờ scrape by ấy thì tức là mình có thể sống qua ngày Đã, kiếm tiền xong rồi là nhặt nhạnh từng đồng một sống qua ngày thì nó gọi là scrape by, đúng không Đấy, mình có thể bảo là à, I make just enough to scrape by tức là tôi kiếm tiền nó đủ để sống qua ngày thôi cơm đường cháo chợ thôi đấy, thì đó nó là scrape by and uh, swarmed uh, swarmed towards the double doors into the entrance hall nó giống kiểu cái gì nhỉ? make ends meet đúng không một cái cụm nữa mà các bạn trong IELTS chắc chắn là sẽ biết cái thằng này make ends meet à, đấy. <laughs> sống qua ngày get by đúng rồi cũng có cả get by nữa nào swarm thì nó có là cái đầm lầy ấy. Và nếu mà bây giờ Động từ của nó thì tức là Đổ dồn về đâu đó Out at Thì đấy nó gọi là swarm đó Giống kiểu người ta đổ dồn về đâu đó Đây là đổ dồn về hai cái cánh cửa này Đi vào cái Cái sảnh lối vào đó. Vì sao mọi người biết là Make ends meet nó lại là sống qua ngày không Bởi vì cái ends ở đây này Nó được gọi là cái mục đích được, đấy khiến cho những cái mục đích cơ bản của mình nó được meet, nó được meet tức là nó thỏa mãn. Meet nghĩa bóng của nó là từ fulfill. Fulfill tức là mình 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 có thể đáp ứng. Đấy, khiến cho những cái mục đích cơ bản của mình được đáp ứng. Thì đấy có có nghĩa là ăn cơm đường cháo chợ đúng không? Xong rồi là có đủ uh, chi phí sinh hoạt. Đó. Rồi they can't do that uh, Said George Weasley who had not joined the crowd moving towards the door. But we're standing up and glaring at Dumbledore Họ không thể làm thế được Cậu George Weasley Một trong hai cậu song sinh Thì nói Người mà không có Đi cùng với lại đám đông Di chuyển về phía cái cánh cửa Nhưng lại đang đứng lại Và đang trừng mắt nhìn về thầy hiệu trưởng Dumbledore Đấy, Rất là bất bình Thì glare Đó là cái ánh sáng mà nó rực quá Thế thì nó khiến cho chúng ta trói mắt Đấy, và nếu mà cái nhìn nhá, mà nó glare at somebody ấy thì tức là chừng mắt, trợn mắt lên nhìn về ai đó. Đấy, we're 17, uh, we're 17 in April, why can't we have a shot? Bọn em 17 tuổi vào cái tháng 4 năm nay, tại sao mà bọn em lại không thể nào mà có cơ hội được? Đấy, have a shot ở đây này. Cái từ shot nó coi như là một cái cú bắn, đúng không? Đưa ta bắn thử một cái, thì đấy nó gọi là try something nha yeah, đó rồi have a shot ở đây có nghĩa là có một cái cơ hội đấy để mà thử hay là làm một việc gì đó tất nhiên giống kiểu have a chance yeah have a chance đấy nó còn có kiểu have a go nữa nha have a go uh, have a try đúng không a try đó. giống kiểu như thế thì đấy có rất nhiều cách để mà diễn đạt rằng là có một cái cơ hội so they're not stopping me entering said fred stubbornly also scowling at the top table. Họ sẽ không ngăn chặn được em khỏi cái việc là tham gia vào cái um, cái giải đấu. Đấy, Fred nói một cách là vô cùng là bướng bỉnh. Đồng thời cũng đang kiểu uh, quắc mắt quắc mắt nhìn lên cái bàn phía bên trên cùng, cái bàn giáo viên, cái bàn giáo vụ. Take a shot, kiểu thử đi. Ờ ừ, đúng rồi. Đấy, ngoài ra thì còn có như là mời rượu nữa mời rượu ai đó take a shot đúng không shot ở đây còn là cái cốc rượu ấy một cái lần uống rượu rồi đâu nhỉ stop me entering enter tức là đi vào thì tới đây có nghĩa là tham gia giải đấu thôi give it a shot đúng không thử nó một lần đi đấy. give it a try đúng không có nhiều cách diễn đạt lắm nào stubborn có nghĩa là kiểu sinh ra nó đã có một cái cục rồi Nó không thể nào mà vươn lên được nữa Nó không thể nào mà kiểu nhú lên được nữa ấy. Thì nó gọi là stubborn. Đó. Và ý của nó có nghĩa là dù có thế nào nhá Cũng không chịu nghe à, Không chịu nhú lên được chưa Thì đấy nó gọi là bướng bỉnh Mình có nói rồi Có nghĩa là một cái cây ấy Khi mà nó bị chặt cái ngọn của nó đi Nó chỉ còn cái gốc thôi Nó không thể nào mà lên được nữa Thì đấy nó gọi là cái stub mà chúng ta mà bị vấp ngón chân nhá thì tức là chúng ta stop or uh, toe, được? Không? Chúng ta stub or toe, toe là cái ngón chân đó, bị vấp vào, tức là bị va vào một cái mặt phẳng đúng không? bị 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 gọi là bị bị bị, bị uh, chặn lại uh, đấy, thì ý của nó có nghĩa là không thể nào nghe lời, không biết nghe lời, bướng bỉnh. Rồi scowl, tức là mình nhìn chừng mắt hoặc là quắc mắt nha ở phía cái bàn phía bên trên này. The champions, uh, the champions, will get To do all sorts of stuff you'll never be allowed to do normally. Những nhà vô địch sẽ được làm tất cả những cái việc mà chúng ta sẽ không bao giờ được cho phép để mà làm một cách thông thường. Cái chỗ này, champions all, đúng không? Tức là nói về từ will sẽ Đã, và get to do something nha, thì nó có nghĩa là được phép làm gì hoặc là được một cái lợi rằng là mình có thể làm gì. Đó là gọi là get to do something. Đó, ví dụ như uh, chúng ta trả tiền uh, xem phim đấy thì tức là chúng ta get to vào cái vào cái dạp phim và xem cái bộ phim đấy Thế nó gọi là được làm gì đó mà all sorts of stuff đủ các thể loại thứ đúng không đủ những cái thứ linh tinh chúng ta sẽ không bao giờ được allow được cho phép này để mà làm một cách thông thường and a thousand gallons prize money và một nghìn đồng vàng tiền thưởng nữa chứ đó yeah, yeah. Set Ron a faraway look on his face yeah a thousand galleons à, đúng rồi ron nói gương mặt nó khá là xa xôi nhìn xa xăm đúng rồi đấy một nghìn đồng vàng nó đang tưởng tượng đúng không nó đang picture himself as a winner để mà nó có được cái nghìn đồng vàng đấy nó sẽ làm gì faraway thì tức là rất là xa xôi thôi đấy, và con kiểu có một cái nhìn rất là xa xăm nha Uh, come on, said Hermione We'll be the only ones left here if you don't move Thôi nào, Hermione nói Chúng ta sẽ là những người duy nhất ở đây còn lại Nếu các cậu không di chuyển Đấy uh, Left here, đúng không? Có nghĩa là bị bỏ lại ở đây Còn ones trong cái văn cảnh này thì nó có nghĩa là người mà Đấy. Harry, Ron, and Hermione, and Fred and George set off for the entrance hall. Friend George debating the ways in which Dumbledore might stop Those who were under 17 entering the tournament um, Tất cả mọi người này Thì bắt đầu đi Hướng đến cái, um, cái, cái, cái sảnh, cổng vào Set off nha Thì nó có nghĩa là bắt đầu di chuyển Hoặc là bắt đầu thực hiện đi Thực hiện một việc gì đó Hoặc là đi đâu đó Đấy Và entrance là cái cổng vào Entry là cái đường vào mọi người phân biệt được cái đấy đúng không? Uh, entrance là cổng vào, còn entry, entry đó là đường vào. Rồi thế thì đây này, fan George hai cái thằng song sinh ấy nó đang tranh luận với nhau những cái cách mà qua đó thầy Dumbledore có thể ngăn chặn được những người không đủ 17 tuổi tham gia cái giải đấu. Uh, debate động từ nha, tức là kiểu tranh luận với nhau ấy. Ừ, rồi hết. Hết từ mới rồi uh, Who's this impartial judge? Who's going to decide who the champions are? Said Harry Ai sẽ là cái người giám khảo trung gian? Người sẽ quyết định Những nhà vô địch là ai? Đấy, Harry hỏi như thế nhá Impartial, trung gian Không có nghiêng về bất cứ một cái phần nào Mệnh đề quan hệ của nó đúng không? Who's going to decide? Người sẽ quyết định um, Ai sẽ là champions? Don't know said Harry, à, said Fred, but it's them uh, we we'll have to fool. I reckon a couple of drops of aging potion might do it. George, không biết đâu. Fred nói. Nhưng mà đó là họ những người giám khảo trung gian đấy, những người mà chúng ta phải đánh lừa. We'll have to fool, đó, fool somebody tức là mình lừa người ta, đúng không? Biến người ta thành kẻ ngốc. Đấy. Và tôi nghĩ rằng anh uh, cho rằng một vài những cái giọt thuốc tăng trưởng Không, thuốc tăng độ tuổi Thì nó sẽ đủ để mà đánh lừa cái ông giám khảo Đấy Nào từ drop đó có một giọt đúng không? Ừ, và aging á, thực tế này Age nó là độ tuổi ở dạng động từ Tức là mình đang tăng cái số tuổi của mình lên Mình đang già đi Thì đấy nó gọi là age Đấy chưa? Và đây aging tức là Nói về cái sự già à, Đang già đi và potion thì nó coi là cái thuốc uh, thuốc nước rồi thuốc dược rồi đấy có thế nào để ra chuyện Harry Potter tiếng Anh vậy Google <laughs> Harry Potter đúng không xong rồi là English version PDF đơn giản như thế thôi nào do it một thứ gì mà nó do it thì tức là nó đủ để thực hiện cái nhiệm vụ hoặc là cái chức năng của nó được chưa? 100 nghìn thì nó sẽ đủ cho cái việc này. Đấy, 100k will do it. George Reckon ấy, thì nó bằng từ think. Anh nghĩ rằng, đúng không? Như thế. Dumbledore knows you're not of age, though. Ron. Thầy Dumbledore thì biết rằng là các anh không có đủ tuổi. Đấy, và đây từ từ tho nhá Khi mà nó ở cuối ấy, thì ý của nó có nghĩa là cơ mà. Cơ mà. Hoặc là mặc dù. Đấy thì cơ mà thầy Dumbledore biết các anh không đủ tuổi mà Ron nói Yeah but he's not the one who decides who the champion is Is it? Đúng rồi Nhưng mà thầy ấy không phải là cái người Mà quyết định ai là nhà vô địch Tham gia cái giải đấu Có đúng không? Set Fred shrewdly Shrewdly Anh bắt đầu học tiếng Anh từ năm bao nhiêu tuổi? 6 năm trước em ạ uh, từ số 0 tròn chỉnh from scratch now shrewd Nhà yeah, shrewd thì nó có nghĩa là kiểu như tinh manh ông mãnh xong rồi là nó hơi tức là nó, nó thông minh nhưng mà nó có xả quyệt thì đấy nó gọi là shrewd Đó, cái sắc thái của nó không có giống hoàn toàn với intelligent đâu nó phải có cái sự gọi là danh ma ở đấy cơ sounds to me like uh, sounds to me like once this judge knows who wants to enter he'll choose the best form each school and never mind how old they are trying to stop us giving our names. Có vẻ như là nghe có vẻ như là một khi mà cái uh, ban giám khảo này, cái người giám khảo này biết được ai muốn tham gia, ông ấy sẽ lựa chọn những cái người tốt nhất từ từng trường và không có bận tâm đến họ mang họ bao nhiêu tuổi đâu. Đấy, thầy Dumbledore chỉ đơn thuần là đang cố gắng để mà ngăn chặn chúng ta đưa ra tên của mình thôi. Đấy. Rồi thì từ sound nó có nghĩa là âm thanh và dạng động từ rất là nghe có vẻ. Đấy, once. Nào, từ này nó đang đi với một cái mệnh đề đằng sau thì nó có nghĩa là một khi. Đó, nó giống kiểu như là uh, ngay sau khi ấy, as soon as đúng không? Thì ý của nó là như thế, từ once, một khi. The best lựa chọn ra những người tốt nhất đến từ, từ từng từng trường mà và never mind tức là kiểu như không có mind, mind ở dạng động từ á thì tức là bận tâm đến cái việc đó uh, rồi people have died though nhưng mà mọi người đã có người chết trong cái giải đấu này trong cái giải đấu này rồi cơ mà đúng không đã có người chết trong cái giải đấu này rồi đấy làm thế nào để kiểu, kiểu cải thiện nghe nói một cách nhanh nhất á rồi nghe nhiều vào đọc nhiều vào để có nhiều từ vựng hơn tập phát âm thường xuyên để mà tăng được cái khả năng uh, truyền đạt nhiều khi mình nói nó bị vấp ấy là bởi vì là phát âm của mình nó không cho phép đấy uh, tập phát âm này đọc nhiều để mà có vốn từ này nghe nhiều để mà quen với lại cái cách sử dụng từ thông thường của người bản xứ thế thôi và sau đó thì luyện nói mà uh, people have died though said her in a worried voice As they walked through a door concealed behind a tapestry, a tapestry, and started up another narrower staircase, um, Hermione nói trong một cái giọng đầy sự lo lắng này khi mà khi mà họ đi qua một cái cánh cửa được che giấu đằng sau một cái một cái thảm treo tường, đó một cái tranh treo tường và bắt đầu đi lên một cái cầu thang khác mà nó hẹp hơn. Đấy. Thì mình sẽ có worried như thế này ấy. Thì nó có nên nói về ED. Tính từ ED với tính từ verb in thì nó khác nhau ở chỗ là ED là nói về cái trạng thái của người nói. Được đấy. đấy. Trạng thái của người nói. Thế cho nên là worried như thế này. Tức là cái con bé đấy ấy, Con bé Harmony nó đang lo anh ơi em đi làm rồi muốn học tiếng Anh thì nên học lại ngữ pháp từ vựng như thế nào cho hợp lý ấy. em học những cái tức là có bốn ngữ pháp cơ bản á bốn cái cơ bản nhất để mà gọi là gốc gốc tiếng anh nha các bạn cứ nghĩ là kiểu bây giờ phải biết hết ngữ pháp đúng không thì mới gọi là có gốc dở người có những cái ban tám kể cả đến ban tám vẫn có ông sai ngữ pháp đấy rồi là có những cái ngữ pháp nó được xếp theo kiểu ban tám đấy, thế cho nên nó chỉ có bốn cái ngữ pháp chính nó là cái gốc thôi nó bao gồm đó là đầu tiên ấy, loại từ loại từ và thành phần trong câu là các cái bộ phận chủ ngữ động từ á, tân ngữ á, mình phải nắm rõ thứ hai đó là cái thì thời đó, thứ ba đó là cái mệnh đề quan hệ thứ tư là các cái loại câu đơn và câu ghép với câu phức đấy bốn cái thứ nó được gọi là gốc đấy và sau khi mà học xong bốn cái đấy rồi á, mình có mình cứ thế mình đi đọc nhiều vào đấy thì lúc đó dần dần các cái ngữ pháp khác nâng cao hơn nó sẽ mở ra và mình có gốc rồi thì mình sẽ định vị được các cái bộ phận trong cái ngữ pháp đấy đấy và đến đâu thì mình học đến đó trong lúc đó thì khi mà mình đọc thì mình cũng sẽ tích lũy được thêm từ vựng được chưa chứ còn bây giờ ấy, nếu mà học theo một cái kiểu là ngồi học hết ngữ pháp nhá đến khi mà em học xong ấy thì em cũng gọi là chả có biết được cái gì về cái ngữ pháp ban đầu mình đã học đó đấy vì vậy cho nên cái cách học từ trước giờ nó sai là như vậy nha nó phải vừa học vừa thực hành nó mới đúng ừ. Ừ. anh có nghĩ tuổi tác là trở ngại học ngôn ngữ không không nhá mình bắt đầu muộn hơn rất là nhiều người nhưng mà chẳng qua là mình đầu tư nhiều thời gian vào thế cho nên 6 năm nó đi rất là nhanh cảm giác đi nhanh lắm nào đến đâu nhỉ nào walk through the door đúng không walk through a door đi qua một cái cánh cửa cần siêu thì tức là được siêu vào tức là được đóng vào ấy được che giấu cần siêu tức là được che giấu uh, tapestry từ từ Tapestry thì nó có nghĩa là một cái tranh treo tường thường nhá, nó gọi là tranh lụa, tranh rất là lớn đấy của người Ba Tư, đúng không? Hoặc là kiểu các cái dân tộc bên nước ngoài, thì đấy thì các cái tranh này này nó nó treo tường và nó được dệt, được dệt hoặc là cái chất liệu của nó là bằng lụa thì nó gọi là tapestry. Và bắt đầu đi lên một cái cầu thang mà nó hẹp hơn, narrow là hẹp mà. OK, cram từ vựng cái gì? Cram từ vựng á. Uh, thực tế mình đọc mình đừng có quan tâm đến việc học từ. Đó, càng quan tâm việc học từ thì càng không vào. Cứ thế đọc xong rồi tra xong rồi là nhìn thấy cái từ đấy nó lặp lại nhiều lần á là nó tự vào đầu thôi. Yeah, set set Fred airily. Airily, but that was years ago, wasn't it? Uh, anyway, where's the fun without a bit of risk? Hey Ron, what if we find out? How to get around uh, Dumbledore Fancy entering Đấy, cậu Fred này Tức là một cái cậu song sinh còn lại Nói rằng, ừ đúng đấy Nhưng mà nói một cái kiểu nó Từ từ Airy Air là không khí đúng không Và airy tức là kiểu nói một cách nó rất là thoảng thôi ấy Phớt lờ qua, thoáng qua thôi Giống cơn gió ấy, nó đi qua ấy uh, Ừ, mình nghĩ là Ý dịch như vậy nó hợp lý đấy Nói một cách rất là nhở nhơ Ơ, ừ, đúng đấy Nhưng mà nó là nhiều năm trước rồi có đúng không à, Dù sao thì Làm sao mà vui được nữa Khi mà không có cái yếu tố rủi ro ở đấy Mạo hiểm ở đấy Where's the fun, đúng không Cái vui nó ở đâu Khi mà không có một chút sự liều lĩnh à, Risk Rồi này, risky tức là kiểu mình máu liều Đúng không à, Risky Hoặc là một cái việc mà nó Ờm um... Có thể gây ra tai nạn. Đấy thì nó là Risky. Hey Ron. Sẽ thế nào nếu như mà chúng ta tìm ra cái cách làm thế nào để có thể vượt qua thầy Dumbledore. Có thể đánh lừa thầy đấy. À, em có thích tham gia không? À, fancy. Đó, fancy doing something thì nó có nghĩa là like doing something. Đó rồi. find down tức là tìm ra. Thường không? Get around. Hoặc là get round thì nó có nghĩa kiểu mình lách luật. Đó. Hoặc là mình có thể vượt qua. Get past somebody. À, thì nó gọi là get around nào ví dụ nha lách luật đó, nó có thể được gọi là get around như thế này hoặc là get around nó cũng được một cái cách thức Đó, để mà lách luật ấy thì nó gọi là một cái get around ở dạng danh từ luôn đó rồi thì đó là một cái một cái hình thức lách luật nha hoặc là một kiểu một cái cách phá luật đó. Uh, what do you reckon ron asked harry be cool to enter wouldn't it But I suppose they might want someone older. Don't know if we've learned enough. Cậu có cậu nghĩ thế nào? Ron hỏi Harry này. Be cool to enter tức là nó sẽ rất là ngầu nếu như mà tham gia cái giải đấu này. Yeah, cool đúng không? Có đúng không? Nhưng mà tớ cho rằng họ sẽ muốn ai đó mà có đủ tuổi hơn, đấy, nhiều tuổi hơn này. Uh, không biết liệu rằng chúng ta đã học đủ kiến thức chưa để mà tham gia cái giải đấu đấy, đó, cái từ if này này, thì nó có nghĩa là nếu đúng không, điều kiện, nhưng mà nó đi về về đằng sau nhé, thì có nghĩa là kiểu không biết liệu rằng đã hay chưa, đấy, đặc biệt đi với don't know này này, rồi don't know if không biết rằng liệu chúng ta đã học đủ chưa đúng không, I definitely haven't, I definitely haven't came Nevo's gloomy voice from behind friend George. Em thì chắc chắn là chưa có học đủ đâu đấy một cái giọng nói đầy sự uh, buồn giàu của Nivo thì nó đến từ phía đằng sau friend George uh, cái, 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 cái từ gloomy này này gloom là một cái màn ảo ảnh thường nó kiểu mờ mờ xong rồi là um, đục đấy thì nó gọi là gloom đấy chưa? và nếu nghĩa bóng của nó thì có nghĩa là những thứ gì mà nó u ám nó ảm đạm gloomy là tính từ của nó I accept my grand, ờ, uh... là thế nào nhỉ? À rồi, I accept my grand would want to me meet... no, would want me to try though. She's always going on about how I should be upholding the family honor. I just have to, oops. Uh, em nghĩ rằng, Ê, em 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 từ từ đây Nível nói rằng là à em nghĩ rằng bà bà ngoại của em, bà nội của em sẽ muốn em tham gia, thử tham gia cái. Uh cái 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 giải đấu này cơ mà như thế đúng không cơ mà em nghĩ rằng là bà em sẽ muốn em tham gia bà ấy luôn luôn nói rất nhiều về cái việc là em nên giữ gìn cái vinh dự của gia đình như thế nào đấy she's always going on about đúng không go on about something tức là nói liên hết lần này cho đến lần kia nó cứ thế nó nói không ngừng về cái việc này up hold nhá thì up là phía bên trên hold là giữa ấy vậy thì tức là mình giống kiểu bây giờ cái đôi tay của mình á đang nâng niu giữ gìn một thứ gì đó được chưa việc thì đây up hold tức là mình phải giữ gìn cái đấy cái truyền thống gia đình hoặc là cái hình ảnh gia đình thì phải giữ gìn nó rồi family honor um, em chỉ cần phải oops đang định nói thì nó lại oops tức là đang có một cái tai nạn gì đó xảy ra này rồi, Nivel's Food Had sung right through a step. <laughs> Neville's foot had sung right through a step halfway up the staircase. There were many of those trick stairs at Hogwarts. It was second nature to most of the to most of the older students to jump this particular step, but Neville's memory was notoriously poor. Cái bàn chân của Neville thì nó vừa mới cắm vào xuyên qua một cái bậc thang khi mà đi được nửa đường lên cầu thang đây nha Xăng à, Quá khứ từ sink Sink là chìm Và nếu mà kiểu xăng như thế này Thì tức là à nó cắm thẳng xuống Nó bị thụt Đúng rồi, nó bị thụt chân Đấy không thụt chân uh, Halfway tức là mới được nửa đường đi lên cầu thang thôi Có rất nhiều những cái bậc thang mà nó đánh lừa ở Hogwarts Bậc thang lừa gạt đấy nha Trick chính là lừa mà à, và đây là một cái second nature tức là một cái gì nhỉ ở à, đúng rồi sinh còn là bồn rửa mặt nữa nhiều nghĩa lắm nhá sinh ừ. cái gì second nature nó có nghĩa là kiểu một cái phản xạ mang tính chất uh, bản năng ấy mình không biết luận cái từ này như thế nào kiểu bản năng thứ hai đúng không uh, nature chính là một cái thứ gì mà kiểu tự nhiên vốn có mình có được rồi nó gọi là cái bản năng đi second nature bản năng thứ hai à, với lại phần lớn học sinh nhiều tuổi ở Hogwarts là phải nhảy qua một số những cái uh, nhảy qua cái bậc cụ thể này đấy nhảy qua một cái bậc bậc này nhưng mà cái trí nhớ của Neville thì nó lại gọi là kém một cách nó ai cũng biết luôn nó kém đến mức gọi là khét tiếng Đấy, cả trường biết là thằng này nó rất là đáng trí nó rất là absent-minded đúng không nó rất là forgetful um, nào thì notorious uh, notorious uh, thường nói về infamous đúng không infamous infamous là nổi tiếng vì cái thứ gì mà nó tiêu cực Đấy, và đây notorious khá là đồng nghĩa với nó nhé khét tiếng uh, khét tiếng rồi còn poor tất nhiên là nghèo rồi Nhưng mà còn có nghĩa là kiểu memory thằng này này Nó rất là hazy đúng không? Nó rất là kiểu mờ mịt Nhớ kém Harry and Ron seized him under the armpits And put him out While a suit of armor at the top of the stairs Creaked and clanked Laughing wheezily Nào thì Harry và Ron này uh, Tóm lấy cậu ấy Phía dưới nách <laughs> Tại sao không tóm tay mà gọi là tóm nách luôn ạ? Tóm phía dưới nách nhá, bởi vì arm pit pit chính là một cái hố và arm là tay. Đây, nó gọi là cái nách Đấy, rồi. Và kéo thằng bé ra khỏi cái ô thụt, cái cái bậc cầu thang thụt này. Khi đó thì một cái bộ áo giáp ở cái phía những bậc thang trên cùng thì nó kéo kẹt, cọt kẹt và nó nó đang vang lên những cái tiếng kêu của kim loại và nó cười một cách nó khò khè À tức là những cái bộ giáp ở trường Hogwarts là nó cử động được Thế cho nên nó nhìn thấy thằng kia xong rồi nó cười đúng không? Nó buồn cười quá nhưng mà cười kiểu khò khè Bởi vì thực tế ra nó có phải người đâu Đúng không? Nó là kim loại mà Nào creak thì tức là nói về cái tiếng kéo kẹt cửa lâu ngày nó không có dầu ấy Thế nó mở ra nó sẽ kẹt một cái còn clang thì đó là những thứ kim loại nó đập vào nhau. Armpit kiểu giống đỡ vác người qua nách không ạ? À? Không hiểu câu hỏi cho lắm. Nếu thế em nên dùng từ shoulder, vai, gánh. Weezy thì tức là cái... Nó bị hen xuyễn. Đấy, Weezy là bị hen xuyễn. Ừ. Khó khè đúng không? Kiểu tiếng cười nó khó khè. Ờ... Ừ. Sao? kẹp cổ á Nếu mà em muốn dùng ở dạng động từ thì chắc là như thế vẫn được Đây là no từ từ Hình như là không hợp lý cho lắm nhỉ Đấy nó gọi là đây Nhức nách này <laughs> Up to somebody's armpit Đúng không? Thì có nghĩa là kiểu như lên tới nách một ai đó <laughs> Nhưng mà chẳng qua nó gọi là liên quan đến một cái tình huống Mà nó rất là không thoải mái Những thứ gì mà nó khiến cho chúng ta khó chịu thôi đây là cái đi kèm với lại Máy tính đi với Mac đấy. Nói chung là Livestream nào cũng sẽ có bạn hỏi cái đấy Cài nó cũng dễ mà Đúng không? Máy tính nào cũng sẽ có những phần mềm Khổ lắm cứ Google ừ. Armor là cái áo giáp Và suit tức là một bộ ừ. Mọi người có biết là cái Cái cặp bài ấy Khi mà chơi poker Chơi poker thì nó sẽ có một cái suit bài cái suit tức là hai cặp đó ha, à không hai quân hai quân hai quân bài để mà tạo thành một cặp bài và nếu mà mình gọi là có một cái cặp bài khủng á thì nó gọi là một cái strong suit strong suit đúng không một cái cặp bài nó rất là khủng để mà chơi poker á. đấy nhưng mà ý của nó nghĩa bóng thì nó có nghĩa một cái điểm mạnh được cái điểm mạnh đây, ví dụ mình bảo tiếng anh is not my strong suit. Thì tức là tiếng Anh nó không phải là cái điểm mạnh của mình. Đó, strong suit. À, rồi, từ rất hay. Suit, nhớ chưa? Shut it. You uh said Ron banging down his visor as they passed. Câm mồm đi, uh, mày. Ron nói này và từ từ. Kéo sầm. Từ từ, gọi là kiểu đập sầm cái um, cái cửa cái 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 mặt áo giáp xuống cái mặt mũ áo giáp xuống khi mà họ đi qua cái bộ áo giáp đấy đấy nha cái ngày xưa trung cổ thì cái áo giáp của nó bao giờ cũng sẽ giống người sắt đúng không là sẽ có một cái cửa một cái rèm bằng kim loại trước trước cái mặt đấy thì nó gọi là cái che mặt và nếu bây giờ mình nói chuyện với người khác thì mình sẽ phải kéo cái che mặt đấy lên đó và khi mà đi qua đóng cái sầm cái che mặt đấy vào đúng không thì nó gọi là kiểu, banging down is visor đây này đấy visa chính là cái che mặt đó mình hơi kém trong cái khoản tìm tiếng việt để mà giải thích cái lưỡi cái lưỡi chai nó gọi là cái lưỡi chai để mà đóng bên ngoài cái áo giáp á they made their way up to the entrance uh, to the entrance to Gryffindor Tower, which was concealed behind a large portrait Of a fat lady in pink silk dress, silk dress, họ này uh, đi lên cái con đường để mà dẫn đến cái cổng vào của tòa tháp Gryffindor. Chỗ này ấy, tức là đi một cách khá là chật vật, đấy, đi một cách khá là chật vật bởi vì là cái cầu thang nó có nhiều bước hụt, đúng không? Đấy, vì vậy cho nên nó gọi là make the way. Và tiếp theo đó là cái cái cổng vào đấy thì nó được che phía đằng sau nó được giấu đi phía đằng sau một cái bức chân dung rất là lớn của một cái bà béo trong một cái bộ váy lụa màu hồng portrait nha portrait thì nó coi là cái bức chân dung cái bức họa về người ấy, hình người á và động từ của nó là portray như thế này portray còn kia là portrait nó sẽ có chữ t cuối cùng á khắc họa từ này là khắc họa này cần siêu thì nó che giấu vừa nãy chúng ta gặp rồi đúng không siêu uh, có nghĩa là vải lụa ai đó mà rất là thảo mai ấy, thì tức là cái giọng người ta vô cùng là siêu kỳ siêu kỳ giọng rất là thảo mai yeah. ngọn nói nó mượt lắm password she said as they approached mật khẩu bà béo nói khi mà họ đã đi đến approach là tiếp cận á nhưng mà đây có nghĩa là đi đến cái bức hình đó hmm cái gì? Boulder Dash <laughs> Nói chung là cái từ này nó chả có nghĩa gì đâu ấy. Boulder Dash uh, St. George a per... À, rồi A prefect A prefect downstairs told me Đây cái mật khẩu nó là như thế này George nói và một cái huynh trưởng Trong nhà ở phía dưới cầu thang Phía dưới tầng đã nói với mình Đã, đã nói với anh như thế uh, Prefect từ từ, prefect 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 nha mọi người nhé nó nên đọc như thế thuận miệng hơn Đấy, nhiều khi khi mà học tiếng anh lâu mọi người có thể nhìn thấy một cái từ mới mà vẫn và và vẫn và vẫn có thể đọc được nó đó nhìn thấy một từ mới nhưng mà vẫn có thể luận ra được cái trọng âm của nó và cái cách đọc của nó khi mà học lâu rồi học lâu rồi mà đủ cái 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 cái, cái exposure với lại cái ngôn ngữ rồi á Nhìn thấy một từ mới nhá Vẫn có thể đọc được Và vẫn có thể kiểu như luận được cái trọng âm của nó Bởi vì nó thuận miệng Đó ờ, nó thuận miệng à, Nó nên là prefect Không phải prefect Prefect Rồi uh, The portrait swung forward to reveal a hole in the wall Cái gì em học mãi không dịch được từ pitch Em phải đưa văn cảnh ra bởi vì nó có nhiều nghĩa lắm em ơi à, Từ pitch nó rất nhiều nghĩa phải có một cái văn cảnh cụ thể cơ ví dụ nhá đường biên này ví dụ một cái hố này uh, ví dụ như là một cái bài uh, một cái bài phát biểu đề bạt một thứ gì đó đấy thì nó a uh, pitch có nhiều nghĩa lắm đó, rất nhiều nghĩa phải đưa ra văn cảnh cụ thể cơ cái tấm chân dung thì nó văng lên phía đằng trước để mà để lộ một cái lỗ trên bức tường Thế thì, thì từ, từ từ này review nha Tức là kiểu như nó hé lộ ra đúng không Nó tiết lộ nó để lộ ra Review uh, Swung đó là cái quá khứ từ swing Swing tức là chuyển động theo cái hướng vòng cung Đấy thì nó gọi là swing Nghĩa động từ Kể cả là động từ bây giờ nó sẽ có nhiều nghĩa Đấy Rất nhiều nghĩa Khả năng cao thì cái thứ mà em đang gặp ấy, Đó là mình đề xuất Cái ý kiến nó giống từ put forward Put forward something mình pitch một cái ý Một cái idea với ai đó đúng không Đấy thì tức là mình đang uh, gợi ý cho người ta Rằng là nên làm cái điều này này Đấy thì nó gọi là pitch Rồi Through which they all climbed Qua cái lỗ đấy thì tất cả mọi người Đều trèo qua đều gọi là bò qua này A crackling fire Was warming the circular common room Which was full of squashy armchairs And tables Một cái ngọn lửa tí tách thì nó đang làm ấm cả cái căn phòng sinh hoạt chung hình vòm đấy cả cái căn phòng sinh hoạt chung hình vòm và cái căn phòng đấy thì nó có rất nhiều những cái ghế bành và các cái bàn mà nó vô cùng là êm ái đây mình sẽ có từ crackle crack đó là vỡ đó crack là vỡ và crackle tức là nó cứ thế nó lặp lại cái hành động vỡ như thế và ý của nó có nghĩa tí tách đấy tí tách. tí tách. Rồi circular tính từ của từ circle hình tròn đúng không? Vậy thì đây có nghĩa là cái 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 phòng đấy ấy, nó được uh, bố trí theo kiểu là máy vòm nha Squash thì đó là đè bẹp xuống. Nó giống kiểu uh, cao su ấy, mình nén nó lại thì tức là mình squash nó lại. Đó squash chính là ép nó lại, nén nó lại, đè nó xuống. Và squashy tức là một thứ gì mà nó kiểu như là uh, đệm Đấy, đẹp đúng không? Mình ngồi xuống sau đó là nó êm và nó trở về cái hình dáng bình thường của nó khi mà mình nhấc đít lên Ok, Squashy Armchairs, đó là ghế mà nó có chỗ để tay này harmony cast harmony cast the merrily dancing flames a dark look A dark look And Harry distinctly heard the mother Ah, uh, her mother Slave labor Con bé Hermione thì nó um, có một cái nhìn rất là tối tăm, rất là kiểu như là ở ừ, một cái nhìn rất là tối tăm với lại cái ngọn lửa mà nó đang nhảy nhót một cách vô cùng là hưng phấn. Đấy, một cái nhọn một cái ngọn lửa mà nó đang nhảy nhảy nhót rất là vui tươi. Đó nó nhìn cái ngọn lửa đấy nhưng mà lại nhìn với một cái ánh ánh mắt nó vô cùng là tăm tối. Đấy. Và Harry rõ ràng nghe thấy cô ta thì thầm slave labor bóc lột sức lao động nô lệ nô lệ lao động đấy rồi đây nhá cái từ cast cast thì thường nó có nghĩa là đổ bóng cast là đổ bóng và nếu bây giờ ấy, mình đổ một cái nhìn vào đâu đó được thì nó cũng có thể sử dụng từ cast đấy được đấy cast một cái look rồi ngoài ra còn có nghĩa là cast một cái nhìn này cast một cái phép thuật này hoặc là cast một cái hình ảnh nào đó vào đâu đấy thì nó gọi là cast Ừ. thậm chí nha nghĩa bóng ấy nó còn có nghĩa là cast doubt cast cái sự nghi ngờ cơ rồi nó dùng như thế này rất hay upon something đó nó có những sự nghi ngờ về cái gì đó à, và merry thì tức là kiểu vui tươi ấy. flames đó ngọn lửa này cái ngọn lửa nó đang nhảy nhót rất là vui tươi một cái nhìn tăm tối distinct thì tức là nhận diện từ từ distinct tức là nó có những cái đặc tính riêng mà những thứ khác không có không không khoan đã từ từ nhá distinct là có thể phân biệt được đấy thì nó gọi là distinct còn distinctive tức là đặc trưng chỉ có nó mới có những thứ khác không có đấy và đây là distinctly vậy thì tức là rõ ràng thôi đúng không có thể nhận biết được rõ ràng matter thì nó là từ thì thầm đấy và slave là nô lệ này, labor là lao động này. Đó, có cái câu gì trong đề đại học cái nhỉ? nó bảo rằng là distinctive hay là cái gì gì đó ấy. mọi người uh, tranh cãi đợt đấy rất là nhiều đúng không? distinctive thì đó đặc trưng, đặc trưng và cái đặc trưng này nhá nó chỉ có nói về tính chất thôi. Đấy, tính chất. chứ còn nếu mà distinctively ấy, thì tức là một cách duy nhất những thứ những thứ khác nó không có. đấy, đặc trưng với lại kiểu phân biệt nó là như vậy. Rồi, uh, tiếp theo này Before bidding them good night And disappearing through the doorway To the girls' dormitories uhm. Đấy, con Hermione nha Con bé Hermione nha Nó thì thầm kiểu đúng là bóc lột Sức lao động của nô lệ đúng không Trước khi chúc họ cái lời ngủ ngon Và biến mất qua cái lối đi vào cửa uh, Để mà đi lên cái um, phòng sinh hoạt của bên nữ Cái ký túc xá của các bạn nữ cái từ bit này này nó có nghĩa là cá cược hoặc là kiểu đặt cược cho một cái một cái buổi đấu giá thế thì nó gọi là bit nhưng mà nó có thể dùng nghĩa bóng có nghĩa là bit ai đó một cái lời chào hoặc là một cái lời tạm biệt hay là một cái lời chúc ừ, thì nó gọi là bit được somebody good night chúc ngủ ngon mà có thể goodbye nhá hoặc là bit somebody luck may mắn à, rồi là farewell cái lời tạm biệt cũng được và biến mất này qua cái lối đi ở cửa dorm hay dormitory có nghĩa là cái ký túc Harry, Ron and Neville climbed up uh, the last spiral staircase until they reached their own dormitory which was situated at the top of the tower Harry, Ron and Neville thì trèo lên cái cầu thang xoắn cuối cùng cho đến khi mà họ đi lên cái uh, ký túc của riêng họ Thứ Tức là cái ký túc đấy nó được an tọa tại cái phần cao nhất của tòa tháp. Spiral ấy thì có nghĩa là dạng xoắn nhá, xoắn ốc. Đấy là xoắn ốc. Uh, uh, situate thì nó có nghĩa là kiểu situation là cái uh, tình huống đúng không? Và nếu mà situate tức là đặt trong một cái tình huống gì đó hoặc là được an tọa nằm tại vị trí nào thì đấy nó gọi là situate. À uh. Uh, hết rồi đúng không từ từ hết từ mới rồi đấy tiếp theo nhá Now five five four poster beds with dim crimson hangings stood against the walls each of his à, each of his own từ 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 từ, each of his own <laughs> bắt đầu ngáo ngáo rồi đấy nào chỗ này mình đi câu này trước nhá five four poster beds gọi là năm cái giường mà có bốn cái áp phích uh, xung quanh với những cái rèm màu đỏ thẫm nó nó được xếp dựa vào cái bức tường each each with its owner's trunk at the foot mỗi cái giường thì nó đều có một cái dương của chủ nhân cái giường đó ở phía dưới chân giường đấy rồi đây vì sao ấy chỗ này này Bed thì là giường đúng không? Và four poster mọi người phải hiểu là bây giờ cái giường đấy nó được bố trí bốn bốn góc đều có bốn cái áp fix. Đấy, cái giường bốn gọi là bốn góc đúng không? Cái giường bốn góc. Crimson thì nó cái màu của gấc. Màu thường gọi là đỏ thẫm của gấc nhá, của cái quả gấc ấy. Rồi và hanging, hang là treo và hanging có nghĩa là cái rèm treo. À tự nhiên nghĩ đến một cái hang up hay quá đang có từ hang đúng không? Dậy luôn mọi người. Ơ à, thế à? Anh lại không biết tưởng poster tức là affix đúng không? Vậy thì ừ, có nghĩa là giường bốn cột nhá, giường bốn cột rồi. Mình à, tự nhiên đẩy ra một từ hang up rất là hay. À, chắc là nhiều bạn sẽ thấy từ này rất là thú vị này. Ví dụ nha, trên mặt chúng ta ấy, mà có một cái thứ gì nó hơi dị dị nó 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 kiểu hơi khác thường á, mình sẽ muốn che cái đấy đi đúng không và như thế thì nó gọi là một cái facial hang up đấy hang up tức là mình lấy một thứ gì đó mình che lên phía bên trên mình mình kéo cái rèm lên đúng không và ý của nó là như vậy và ở hang up nha tức là một cái điều gì đó hoặc là một cái đặc điểm gì đó mà khiến cho chúng ta cảm thấy tự ti đó rồi ở hang up ở hang up nó giống kiểu bây giờ đi gặp người khác là cứ phải che nó đi à ví dụ một cái mô chẳng hạn đúng không một cái mô mô đấy, một cái muộn, muộn ruồi ví dụ thế rồi thì nó gọi là cái hang up á ừ. đấy, đọc Harry bao lâu bây giờ mới biết đây là cái giường bốn cột mình cũng có hình dung được đó là giường mà nó có bốn bên rồi đúng không bốn góc rồi đây nhưng mà không nghĩ là bốn cột à, rồi tiếp theo này uh, Owner's trunk có nghĩa là cái giường của người sở hữu cái giường ấy ở phía dưới chân giường Dean and Seamus were already getting into bed. Seamus had pinned his island rosette Uh, Rosette, đúng không? Simmers này Had pinned his island. Cái từ này mình đọc đại khái thôi nhá, island đúng không? Island Rosette to his headboard and Dean had stacked up uh, bắt đầu nhìn nó hơi bị hoa mắt rồi. Had stacked up a poster Victor Krum uh, over his bedside table. <laughs> Hôm nay nó hơi mệt kiểu thế. Simmers này thì đã pin đã cắm những cái bông hoa island của cậu ấy những cái cánh hoa island của cậu ấy vào cái headboard, um, cái đầu giường và dean thì đã xếp chồng những cái tấm áp phích của anh victor crum một cái tuyển thủ uh, chơi Quidditch của thế giới xếp gọi là xếp chúng nó lên nhá, xếp những cái áp phích đấy lên nhá, phía bên cái bàn uh, bàn 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 bên cạnh giường ngủ của cậu ấy nào, sẽ có những từ này này, đầu tiên từ pin, từ pin thì bình thường nó có nghĩa là một cái châm cài. Đấy, một cái châm cài hoặc là một cái đầu nhọn ấy để mà chúng ta ghim tài liệu ấy, thì nó gọi là cái pin. Ở dạng động từ tức là nó nó ghim vào thôi, nó cắm vào thôi. Rosette thì đó là cái cánh hoa. Ừ, headboard đúng không? Head là đầu, board là cái bảng. Vậy thì có thể hiểu là cái 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 cái, cái phần đầu giường á. Tag, tag à, ý của nó có nghĩa là xếp lên mà, xếp chồng lên Ơ, à, khoan nào Thacky thì nó lại là những thứ gì mà nó vô cùng là lầy lội uh, nó 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 khiến cho chúng ta cảm thấy nó hơi bị rắc rối rườm rà Thacky hoặc là nó vô cùng là tệ về mặt chất lượng của nó xoàng đúng không xoàng xĩnh uh, là như thế thế thì bây giờ từ tag thì sao nhỉ từ tag tack... nhưng mà nó có từ up ở đây thì mình có thể hiểu rằng là khoan đã nhá À ý của nó cũng cũng có nghĩa giống giống cái từ pin khâu nó lên, đính nó lên đúng không? Rồi, ok, vậy thì đây có nghĩa là kiểu đính lên này, cái affix của anh Crum. Vừa nãy nhìn nhầm á. Cái từ stack mới là từ xếp chồng lên nhá. Từ stack up mới là từ xếp chồng còn đây là kiểu ghim nó lên thôi. Rồi, his old poster of West Ham, West Ham football team was pinned right next to it. Cái tấm áp phích cũ về cái đội bóng West Ham thì được ghim vào ngay bên cạnh cái affix đấy. Đấy, bây giờ có affix Victor Crum rồi đúng không? Thì cái affix cũ nó chỉ đơn thuần nó xếp bên cạnh cái affix mới thôi. Đã, pin right next to it. Mental, ron side, shaking his head at the completely stationary soccer players. Mental. Mental. Mental tức là liên quan tâm lý đúng không? Liên quan đến kiểu như là trí óc uh, tâm lý. Nhưng mà tại sao là mental đây nhỉ? nào Ron thở dài này và lắc lắc cái đầu của cậu ấy uh, nhìn vào cái tương tự lắc lắc đầu và nhìn vào những cái um, những cái cầu thủ bóng đá mà nó hoàn toàn cố định không hề có chuyển động trong cái bức ảnh đấy bởi vì station đó, station chính là một cái nhà ga và stationary tức là cố định tại một điểm không có tính chất chuyển động đó là completely stationary soccer players những cầu thủ của cái đội West Ham này trong cái bức ảnh này tất nhiên rồi người thường thì làm sao mà di chuyển được đúng không còn shaking his head tức là lắc đầu sai là thở dài nhưng mà tại sao có từ mental ở đây nhỉ điên ờ, mình cũng không rõ ý của thằng Ron ở đây là gì nữa nhiều khi đọc nó nó nó, nó phức tạp phết đấy để mà luận được cái nghĩa của nó chắc là nó bảo là điên đúng không đấy. để là điên. Đúng là lũ điên kiểu thế. Rồi bởi vì mental liên quan tâm trí nhá. Harry, Ron and Neville got up, got into their pajamas and into bed. Someone, a house elf no doubt, had placed warming pans between the sheets. Harry, Ron và Neville này thì thay đồ mặc vào những cái bộ đồ ngủ của mình và lên giường. Pajama đúng không? Tức là cái bộ kiểu như là liền cánh, liền quần đó bộ đồ ngủ có hai mảnh ai đó không nghi ngờ gì đó là một cái con gia tinh thì đã đặt những cái warming từ từ những cái warming pants những cái lớp lót nha những cái lớp lót rất là ấm giữa những cái ga giường đấy ai đó đã như thế à đúng 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 Đấy, đúng là điên đúng không? Đây chắc chắn là cái từ điên rồi Đấy, Bởi vì nhìn thấy những cái hình ảnh mà nó cố định không có di chuyển à, Còn thế giới phù thủy là nó di chuyển được ấy, đúng không? Mẹ bọn điên Kiểu <laughs> thế, khi mà nhìn mấy cái cầu thủ này, nó đứng yên Rồi thì đây là ở House Elf, no doubt, tức là không nghi ngờ gì Undoubtedly uh, Từ từ từ, pen ở đây mình đang không có luận được nó cho lắm còn place nha, danh từ là nơi chốn ở dạng động từ tức là đặt một thứ gì tại một vị trí nhất định. Đấy, và warming pans. Pans, pans. Bình thường nó giống cái từ chảo á, nhưng mà từ từ này không phải là chảo mà đặt cái chảo điên à. Đúng không, không thể nào đặt cái chảo được. Hay là đúng là cái chảo nhỉ? Nó không thể nào là cái <laughs> hay là hay là để mà làm ấm cái giường thì chúng nó đặt mấy cái chảo ở ở giường để cho nó nó ấm lên nhỉ? Sao lại pants ở đây mình nghe nó cũng hơi bị buồn cười. Mình không rõ lắm, chắc là à đây 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 tôi không khoa khoa đã khoa đã khoa đã, đã nhá. Mình đang hơi chắc là đây này, nó dùng theo cái nghĩa như thế này này. Beddle leaves prepared and used as a stimulant. Có nghĩa là không, cũng không hợp lý. Ô thế à? <cười> Buồn cười nhỉ nó để chảo để mà ấm giường ạ. À. Úi rồi Đấy, rồi station station là cố định tại một cái nhà một cái điểm. Nên nhớ như thế nhá, station là cố định tại cái điểm bởi vì cái nhà ga nó có di chuyển đâu. Đâu, nó là một cái điểm cố định mà. Đấy, thì stationary tức là có tính chất đứng yên đấy. Ô bây giờ mới biết là nó để chảo vào để cho nó ấm giường à à ngày xưa mọi người có đọc cái bộ bộ truyện nó gọi là cái gì nhỉ không gia đình không hay là trước là cuối cùng ấy, ở phổ thông á thì người ta đặt gạch vào trong giường để cho nó ấm lên mẹ bây giờ lại đặt cả chảo luôn ạ được right. it was extremely comfortable lying there in bed and listening to the storm raging outside nó vô cùng là thoải mái nằm đó ở trong giường và lắng nghe cái cơn bão nó đang gọi là uh, gầm rú bên ngoài Đấy rồi <laughs> Nói chung nhá Ví dụ bây giờ cái từ station Cái cái bạn euphoria kia mà không biết á Thì nó còn có nghĩa là Mình được sắp xếp tại được Được sắp xếp tại một vị trí cơ Ví dụ ấy bây giờ một cái ông cảnh sát ấy Ông ấy được station Tại một cái đồn Đó một cái đồn nào đó Thì tức là ông ấy được bố trí ở đấy Được bố trí đó, be stationed đằng sau thì tất nhiên nó sẽ là in hoặc là at hay là on đúng không? Tùy vào cái tính chất của cái nơi trốn đó. đóng quân đúng không? Đấy, bố trí ở đấy. nào, thì đây nha, mình sẽ có lying there in bed khi mà chúng ta nằm ấy, mà cả cả cái cơ thể nó ở trong giường ấy thì nó phải sử dụng là in bed đúng không? Và, và nếu mà ngồi hay là chỉ gọi là có một cái bộ phận ở trên giường thôi thì nó gọi là on bed. Storm cơn bão này, rage đó là cái sự phẫn nộ giận dữ ở dạng động từ tức là nó đang gầm rú lên. I might go in for it, you know. Ron said, Ron set sleepily through the darkness. If and George find out how to uh, the tournament, uh, you never know do you? Tớ có thể sẽ tham gia, tớ sẽ gọi là tham gia cái giải đấu đấy. Cậu biết đấy. Ron nói một cái giọng khá là buồn ngủ này qua cái bóng tối, bởi vì tắt đèn rồi. Nếu như mà anh Fred và anh George tìm ra một cái cách làm thế nào để có thể lách luật cái tournament Cậu sẽ không bao giờ biết có đúng không Đấy tức là nếu mà đánh lừa đúng không Nếu mà gọi là đánh lừa về cái độ tuổi á Thì cậu sẽ không bao giờ biết đâu có đúng không ừ. Rồi thì uh, go in for it Tức là kiểu như là uh, Thường thì nó giống kiểu take a chance, đúng không? Hoặc là kiểu như um, give it a try Đấy, những cái cụm như thế nó khá là giống nhau Suppose not Harry rolled over in bed A series of dazzling new pictures Forming in his mind's eye Ờ, uh, tớ cho rằng là không đâu Họ không biết đâu Đấy, Tớ cho rằng tớ cũng không biết đâu Suppose Suppose thì nó có nghĩa suppose Đấy, nhưng mà bởi vì cái âm swa ấy, Trong tiếng Anh thì thường nó kiểu như nuốt qua cũng được suppose nó có nghĩa là kiểu tớ cho rằng là không đâu Harry thì quay người lại ở trong giường của mình này một loạt những cái hình ảnh mới lóa lên à không một loạt những cái hình ảnh mới sáng lóa thì nó đang hình thành trong cái con mắt tâm trí của cậu ấy Đấy, thì dazzle ấy, thì tức là khiến cho ai đó bị trói mắt Thì nó gọi là dazzle và dazzling tức là tính từ, đúng không? Nó gọi là hào quang, xong rồi là nhấp nháy các thứ. Form, đó là tạo hình. Ở dạng động từ tức là nó hình thành lên trong cái tâm trí cậu ấy, cậu ấy đang tưởng tượng. Rồi, cái từ dazzling này nha, nó còn có nghĩa là miêu tả một người ăn mặc đẹp. Đó, he looks dazzling. Đấy, rồi, ăn mặc rất là đẹp. Ok, và tiếp là he had hoodwinked the impartial judge into believing he was seventeen cậu ấy đã có thể đánh lừa cái người giám khảo trung gian vào cái việc đó là tin rằng cậu ấy đã đủ 17 tuổi. He had become Hogwarts champion. He was standing in the grounds, his arms raised in triumph, in front of the whole school, all of whom were applauding and screaming. Cậu ấy đang tưởng tượng rằng là cậu ấy đang đứng in the ground, đứng trên mặt đất, đúng không? Hoặc kiểu đứng trong cái gọi là cái khuân viên của trường cái uh, tay của cậu, hai tay của cậu ấy thì giơ lên, dương lên trên cao trong cái sự vinh quang, xong trong cái sự gọi là thắng lợi trước toàn trường. đấy, tất cả mọi người ở trong trường thì đang vỗ tay và đang la hét. nào mình sẽ có cái từ này, he had become đúng không? đã trở thành cái nhà vô địch của hogwarts này, the ground thì lo mặt đất hoặc là theo cái kiểu số nhiều ấy thì tức là cái khu đất xung quanh một cái nơi nào đó không, nó gọi là số nhiều bởi vì là đấy là kiểu như khu đất tất tần tật các cái vùng đất ấy, xung quanh một cái điểm đang đứng. Đấy thì nó gọi là the ground. Ừ, vì đây đây gọi là khuôn viên. Khuôn viên của trường. Ờ uh, triumph có nghĩa là sự vinh quang thắng lợi. Đấy, rồi nó khác với từ victory nhá. Ui vừa kịp đúng không? Nó khác với từ victory á, victory tức là cái sự chiến thắng, còn triumph thường nó nói về cái không khí. Đấy. Uh, applaud, đó là động từ vỗ tay. Uh, applause, uh, danh từ, sự vỗ tay. He had just won the Tri wizard Tournament. Charles' face stood out particularly clearly in the blurred crowd. Her face glowing with admiration. <laughs> Nào, thằng Harry này thì nó vừa mới chiến thắng cái giải đấu tam pháp thuật. Mặt của Cho thì nó gọi là lộ ra không không Mặt của Cho thì nó rất là nổi bật một cách vô cùng là rõ ràng trong cái đám đông nó mờ nhạt phía đằng sau. Gương mặt cô ấy thì nó ánh lên với cái sự ngưỡng mộ. hãy tưởng tượng nó phải có tí gái ở đây đúng không? Thì nó mới gọi là tưởng tượng chứ. Thì stand out. Stand out thì tức là nó nổi bật. Stand out. Nó nổi bật. Đúng không? Và nó đứng ra ngoài một chỗ. Đấy, phần còn lại của đám đông. Và tất nhiên nhé, outstanding thì đó là tính từ nó gọi là xuất chúng những người mà chỉ có một thôi đúng không lại vô cùng nổi bật rồi và tiếp theo blur đó là mờ và có ed ở đây tức là đã bị làm mờ rồi cái đám đông mà nó đã bị mờ nhạt đi à, glow tức là ánh lên cái cái từ này này thì nó có nghĩa là kiểu ửng um, lên mới đúng ấy Đấy, ửng lên bởi vì là nó sẽ đến một cái mức độ sáng nhất định thôi Nó không phải là rực lên đâu nha Nó đến một mức độ sáng nhất định xong rồi nó lại chìm đi Xong rồi nó lại sáng lại á Thì đấy nó gọi là glow Glow Admire, đó là ngưỡng mộ admiration Đó, đó là sự ngưỡng mộ Rồi, Harry grinned into his pillow Exceptionally glad that Ron couldn't see what he could Harry này, cười nhăn răng vào cái gối của mình <laughs> kiểu kiểu như úp mặt vào gối rồi mới cười Ê, vô cùng là mừng rằng là Ron không thể nào nhìn thấy cái thứ cậu ta có thể. Ừ. Rồi green đó là kiểu cười nhăn răng nha, hai răng nó khoe ra. Ừ, exceptionally thì exception tức là ngoại lệ. Và đây nghĩa bóng của nó có nghĩa là kiểu không có thứ gì sánh bằng vô cùng. Đúng không? Và glad thì đó là vui mừng. Mừng Tôi mừng vì cái điều đấy xảy ra Ok, giờ lành đã điểm trang 170 nha Kết thúc nha ờ, Ngày mai là một cái chương mới Đó, 13 Ôi, ngày mai là thứ sáu 13 là gì? Là 13 Đó, <laughs> thứ sáu chương 13 Ok, thì đấy, chúng ta sẽ có một cái lịch hẹn với nhau vào ngày mai này Và các bạn có thể lên cái trang Trang của mình ở trên phở bò đó để có thể theo dõi mình mình chia sẻ rất là nhiều tài liệu ở trên đấy nhá xong rồi là kiến thức này phương pháp học rồi là những thứ liên quan tiếng anh ielts ừ. lên đây nha nhớ cho mình follow nhá và nếu mà xem lại livestream thì cũng lên cái trang tương tự hàng ngày từ 10 rưỡi cho đến 12 giờ trừ chủ nhật vừa mới vào à <laughs> ok thì ngày mai có gì đâu đúng không? Rồi thế thì mọi người ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Bye bye.